Chào tất cả quý vị và các bạn và những người yêu cây mai bonsai cho tương lai nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục mình trồng lại những cái cây mà bữa mình đánh đấy. Bây giờ nó mọc được hết rồi. Đó. Bây giờ là mình khui bồn ra. Đấy. Rồi là mình bắt đầu là mình cậy hết. Trước khi mình đánh về là mình để về để cho nó lên tược cũng được. Mình cứ để bình thường. Nó lên tược xong mình cũng trồng. Đấy, bây giờ mình khui bầu cho các bạn xem này. Đấy, còn cái khi mà mình để đấy, mình mang về mình chưa trồng ấy thì mình phải cậy, à mình phải thục cái lỗ ở dưới đít dưới là một này, cái thứ hai nữa là bó kín như này là mình phải chọc lỗ cho nó thoát nước, đừng có tưới nước, cứ để nguyên nữa. Chỉ có phun cho nó mát về cái thân nó thôi. Chứ nhiều người để nó úng rễ nó chết luôn đấy, nó thối rễ nó chết luôn đấy. Cái đầu rễ mà đánh to như này nhiều người lại còn bảo sợ chết, chết cái gì đâu mà cây cứ đánh ra nó khỏe bình thường mà. Đấy bây giờ mình cứ cậy ra bình thường mình trồng nó rất là khỏe. Tôi trồng nhiều tôi biết mà các bạn đừng có sợ. Cứ trồng nó vậy nó mới có chất đất xơ dừa các thứ vào nó mới vào cái đầu rễ nó mới phát được, còn nếu mình cứ để bồn mình trồng là nó ra cái đầu rễ ngoài nó yếu cây lắm thì sau này nó không có tác dụng gì hết. Đấy thì các bạn cứ làm theo như cái tôi đi. Đây là cái kinh nghiệm tôi làm cũng là thật lòng của đáy lòng tôi thôi nên là các bạn đừng có ngại. Cứ làm theo cái kiểu tôi đây là cứ cậy hết ra, đấy. Chọc hết ra xong bắt đầu là mình tiếp tục mình trộn sơ dừa với lại cho trấu là mình trồng thôi, nó đơn giản đấy, cứ cậy hết ra nó không có chết đâu. Còn mà thật mà cậy trước khi mình cậy ra thì cái đầu rễ mà mình đánh ấy, mình chỗ mình chọc không may nó dập ấy, cắt luôn cái đầu dập luôn không sao hết, cứ cắt ra xong mình trồng bình thường đấy, nó không có sao hết đấy. Mình quan trọng mình che được cho nó thì che, cái mai mà nó giờ nó mọc tược như này tôi ghép rồi còn đang sống mà đấy. Các bạn xem thấy không? Đây này tôi khui hết rồi đấy. Đó, các bạn nhìn đấy. Khui toét toét hết ra một đống đất luôn, chỉ cần tí một cái đất ở giữa thôi, còn khui hết ra xong là tí nữa tôi sẽ cắt lại những cái đầu rễ lại, những cái nào mà nó dập dạp ấy là tôi cắt lại hết, tôi lọc lại cho các bạn xem rồi là để chắc cái lọc này là tôi cắt này tôi không không có thời gian nhưng mà tôi quay lại xong là tôi trồng lại cho các bạn xem rồi là tôi sẽ đăng lên cho các bạn xem nhé, không có sao hết. Cây mai nó khỏe lắm. Mình để lâu quá mình đánh về trong vòng 5-10 ngày là mình trồng, nhưng còn nếu mà mình để lâu ấy thì mình phải chọc làm sao cho nó thoát nước được, mình che để trong mát đừng có để ngoài mưa nó thối rễ đấy. Đấy mình phải sao cho nó thoát nước cho nó ra tược như này đấy, tôi để cả bồn mà tôi ghép ấy. Giờ tôi ghép sống tôi với trồng đấy không có sao hết này. Còn bây giờ tôi còn cái mớ này này, đây mớ này còn mấy cây này tôi làm nốt cho các bạn xem này. Đấy tôi để nó mọc tược hết rồi nó ra bình thường khỏe mạnh mà đâu có sao đâu. Nhưng mà quan trọng là mình để là mình phải để che được cái mưa. Nắng là phải che, cứ để trong mát. Đừng có để cho nước nó vào mưa vào là nó thối cái đầu rễ. Mà nếu mà mình đánh về mình bó như tôi hay bó bằng băng keo này thì là nếu mà các bạn có mua hoặc có đã có trồng có đánh mang về để thì cứ phải thọc cái bên dưới là một, với lại chọc cho nó thoát hơi nước, đừng có để nó đọng. Nó khô đất ấy, thì nó cây mai mà nó khô nó mới khỏe, còn để nó úng nước đầu rễ là nó thối hết à. Còn đánh thì không may nó có dập dạp tí nhưng mà khi mình lúc mình sửa lại mình trồng thì mình phải cắt cái đầu dập đi không có sao hết, rồi là mình tưới thuốc cho nó đấy, mình che mát cho nó ít bữa mình trồng thôi khỏe không có sao hết đó. Đây, bây giờ tôi lấy cái này tôi cậy ra này, đất này tí nữa tôi cậy nó chả còn một cái gì luôn mà nó vẫn cứ khỏe bình thường à, không để nó khô nó cứng ngắc luôn à, tôi đâu có thèm tưới đâu, cứ để trong mát vậy đấy. Các bạn nhìn kỹ đấy, đất nó cứng ngắc vậy tôi đâu có tưới đâu, nó cứng luôn đấy như cái bánh đấy, cứng ngắc luôn chả việc gì hết. Nếu đừng có tưới nước, nếu mà đánh về mà không biết tưới nước đầy này nó khô các bạn thấy không đấy, nếu mà mình không biết mình tưới nước là nó chết à, cây mai nó không ưa nước. Cho nên là cái lúc đánh về là mình phải để trong mát, đừng có tưới nước, chỉ tưới vào thân cho nó mát thôi, cứ để nó mọc tược bình thường thì không khui ra mình trồng không có sao hết đó. Bây giờ tôi trồng còn khi cậy ra như này này các bạn để ý kỹ là cái đầu rễ, cái đầu rễ mà nó bị dập khi mình chọc vào mình đánh ấy, nó ở dưới ấy, là thường thường bẩy ra là nó hay bị dập, là mình để mình bó thì mình cắt cái đầu dập đi xong là cứ để bình thường trồng không sao. Đây này tôi rũ hết cho em xem chả có việc gì hết đấy. Tiếp một cây này nữa rồi tôi sang tiếp cây này tôi làm này. Cậy này. Có cây nào nó ở gần cái giọt danh nó hơi bị ướt một tí, đây cái cây này tôi khui cho các bạn xem là nó gần ở ngay cái chỗ mà tôi không che được, nó ở cuối mà không che được ấy, là nó hơi ướt, còn cây bên trong ấy là khô ráo sạch sẽ, cái này thì nó hơi ướt tí nhưng mà không sao hết, nó vẫn khỏe.
Quan trọng là mình lấy cái viên ngoái mình kê lên, mình nếu mà để trong chỗ nào mưa gió mà mưa nhiều thì mình kê lên cái viên gạch lên hoặc viên ngoái lên, đừng có để cho nó đọng nước. Xong rồi mình cắt cái đế bên dưới và cái xung quanh cho nó thoát nước ra. Đây là cái này nó qua nó mưa đấy, nó còn đang dư nước đây này. Đấy nó chảy đầy vào đây này. Đó tôi cậy hết ra cái này này. Cây này nó không sao hết đấy. Mình không biết kiểu thì nó chết thì rất là uổng đấy. Rũ sạch sẽ là tí nữa tôi cậy tiếp xong rồi là tôi sẽ cắt hết những cái đầu dập đi mình trồng đó. Rồi tôi trồng xong rồi đấy, các bạn thấy đấy, ok rồi đấy. Tại nó thời gian nó quá ngắn nên là tôi phải trồng không có thời gian để cho các bạn xem, mình nói cái đơn giản là các bạn hiểu rồi đấy. Bây giờ tôi lên tôi trồng xong hết rồi đó, thì chỉ có sơ dừa vỏ trấu thôi chứ không có gì hết, để cho nó nhẹ khỏe mạnh. Rồi lần sau tôi sẽ đăng lên cho các bạn xem, vì là cái này là tôi ghép hết rồi, toàn bộ tôi ghép hết, tôi ghép trực tiếp luôn. Thì các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để nhận được cái video mới nhất nhá. Đó các bạn thấy không, đây cây nào cũng vậy, tôi chỉ cho trấu, tôi chỉ có mỗi trấu với sơ dừa tôi trồng không là nó thoát nước ở dưới đấy, mình sao mà làm nó thật thoát nước là tốt. Đó nó mọc mầm hết, tôi ghép đây này, các bạn nhìn tinh này đấy, nó mọc mầm hết rồi đấy, ghép mà nó mọc mầm bình thường nữa gì đâu đấy. Bây giờ cậy trồng nhưng mà che mát là ít bữa rồi là nó khỏe mạnh rồi là mình nhấc cái lưới ra thôi. Bây giờ mình phải che nó, đừng có để cho nó đọng nước. Cây mai mới mới trồng mà để đọng nước là thối đầu rễ hết à. Còn cây mai đánh về chỉ 5 10 ngày là trồng thôi, nhưng có người để mấy tháng là nó thối đầu rễ hết. Để mấy tháng là mình phải chọc được cái đầu chỗ mình bó bồn ấy mới thoát nước được. Còn nếu mà nhiều người không biết cứ để là nó thối hết đầu rễ. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để nhận được cái video